Chào anh em nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục làm một con tủ lạnh Pala. Hiện tại là đang bị thùng giàn nóng và tắc cáp. Hiện tại bên mình đang thay cáp này ở trong giàn lạnh nhé. Con Pala này thì nó chỉ có một giàn thôi. Và anh em đang tiến hành luồn cáp vào dây vừa đủ à? Nhưng mà có đo đủ 3 mét đấy. Nó mang từ đây đến 2 mét. Đúng. Rồi mét à? Nghi Đúng. nghi phải đo ấy. Có đo gạch chứ. Gạch đồng hàng đấy. Đúng. Đây hiện tại là con này đang thủng đường ống nước anh em. 5 4 20 rồi. Con này đang bị thủng đường ống nước nha. Và bên mình đã xử lý thay một đoạn ống khác này. Cái này thì sẽ làm giải nhiệt cho sàn nóng thôi. Nhưng mà khéo quọ cánh quạt đây này, tí phải buộc vào nha, quọ cánh quạt lại lại H43 là chết dở đấy. Con Pala này đây hiện tại là cái này thì làm pin thay cáp thôi. Văn ở vừa rồi trục trặc khách ở đường anh em ạ, thì bên mình đang tiến hành thay pin thôi. Cáp cũ của nó thì cắt mất đi rồi anh em này, cáp rất là ngắn. Đó. Bên mình thì có một pháp sư chuyên Hàn, độ tin cậy được khẳng định là 10% là không bị hở, còn 90% là ok anh em ạ. Cái này thì anh em sử dụng cáp ly 8 nhé, con này anh em không cần phải cân cáp đâu. Anh em cắt cho mình cáp đi 8 này là 3 mét. Đó. Và anh em nối liền là ok. Không cần phải cân, là cân nó sẽ không thật, và thứ hai nó là cái dòng inverter là khi áp nó tự do là nó sẽ ngắt lốc. Nên là anh em cân nó sẽ không không cân được. Đó. Con này chỉ cần thay pin và thay cáp này là tiến hành nạp ga được rồi, không cần phải xử lý gì thêm, em phải hút chân không anh em nhé. Con này, anh em lại hàn xong nạp luôn ga là chết dở đấy, ăn thiếu à? Ui. Mình sẽ quay cho anh em xem con đời này là đời bao nhiêu nhá. Con này tủ 6 cánh, sáu cánh này 400, ôi to thế này thôi nhưng mà nó rất là ấy anh em ạ, 470 lít này anh em này. Đây 470 lít này, hãng Palasonic là RF475 TM nhé. Đó. Con này đời 2011, con này chắc mới bán sao nhỉ, à đâu, con này sản xuất này ngày đây này, ngày 6 tháng 9 2011 đây này. Cái này nó đây là bút rồi, này bút của Nhật này. Nhật ghi vào đây đấy, tổng là 470 lít, số lượng ga con này là 75 gram, vẫn sử dụng ga cháy anh em nhé, bãi chủ yếu là ga cháy. Con này có cả nano đây, con này có cả nano. Con nano này thì nó anh em muốn nó có lỗi cảm biến nano thì anh em giật cái này ra, trong ngay chỗ này nó còn cảm biến nano. Đó. Cái nào mình làm rồi mình chỉ qua thôi. Con này hơi vàng, con này khả năng là màu nó thế nhỉ? Cái này là màu vàng cát anh em ạ. Cánh màu vàng cát, nhưng khả năng là nó bị ố đấy. 11 2011 rồi, được 12 năm rồi anh em ạ. Con này đã sử dụng được 12 năm. Con này một dàn độc lập rất là to. Đó. Đây là hệ thống sấy. Mình nghe điện thoại nhé.